Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thị xã Điện Bàn, phát hành sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Hôm nay, chương trình có các nội dung đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chương trình. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân vừa có buổi kiểm tra thực tế công tác lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân và người dân tại thị xã Điện Bàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã. Kiểm tra tại công ty Midori Safety Footwear Việt Nam và nhà máy PepsiCo Quảng Nam công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu quản lý các đơn vị cần phải thắt chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch, nhất là trong thời gian nghỉ ngơi, ăn uống của công nhân. Thực hiện nghiêm việc lấy mẫu tầm soát từ 20% đến 50% người lao động trong công ty để phát hiện sớm F0 nếu có. Kiểm tra công tác lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng ở một khu dân cư phường Điện Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chia sẻ khó khăn của lực lượng y tế, người dân địa phương khi nằm trong khu vực phải cách ly xã hội theo chỉ thị 16 và đề nghị chính quyền thị xã Điện Bàn thực hiện nghiêm đồng bộ các giải pháp để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh. Để sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong cộng đồng, từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 9, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn dân đợt 2. Theo đó, số hộ gia đình được lấy mẫu trong đợt này là 58.690 mẫu và được xét nghiệm theo phương pháp test nhanh gộp, qua đó nhằm phát hiện sớm người mắc COVID-19 trong cộng đồng, đặc biệt những trường hợp mắc COVID-19 không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, để nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng dập dịch kịp thời. Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Điện Dương vừa tổ chức trao quyết định cho 4 trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung. Các công nhân này hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày và qua 2 lần xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2, sức khỏe tốt. Trong quá trình cách ly, công dân chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch. Dịp này địa phương cũng đã trao quyết định cách ly tại nhà 7 ngày đối với 4 trường hợp này. Hội Nông dân thị xã Điện Bàn vừa tổ chức hội thi trực tuyến Nông dân với nghị quyết của Đảng, của hội năm 2021 cho cán bộ hội viên nông dân 20 xã phường và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thị xã. Nội dung cuộc thi xoay quanh việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023. Dịp này, Hội Nông dân thị xã ra mắt trang thông tin mạng xã hội mang tên OCOP Điện Bàn, nhằm giúp các chủ cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP có sự liên kết để tiêu thụ sản phẩm OCOP trong thời gian đến. Ban điều hành dự án CRS vừa bàn giao các phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho 20 xã phường trên địa bàn thị xã. Các trang thiết bị vật tư gồm 22 máy cắt cành trên cao, 22 máy cưa lốc, 48 chiếc thang và 240 áo đi mưa với tổng trị giá trên 650 triệu đồng. Hưởng ứng tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo năm 2021. Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Điện Bàn đã huy động nhiều tổ chức và nhân dân tham gia gửi tiền tiết kiệm. Qua đó, Phòng Giao dịch đã huy động hơn 15 tỷ 200 triệu đồng và đã giải ngân được 5 tỷ đồng giúp 100 hộ vay, tập trung vào chương trình chăn nuôi bò 3B và phát triển kinh tế vườn. Tại buổi tổng kết tuần lễ chung tay gửi tiết kiệm vì người nghèo, Ủy ban nhân dân thị xã tặng giấy khen cho 5 tập thể vì có nhiều thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Hội Cựu chiến binh thị xã Điện Bàn phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã Điện Thọ tổ chức lễ bàn giao ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cho ông Nguyễn Văn Được, hội viên Cựu chiến binh chi hội Châu Lâu. Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Được đang sống cùng chị gái bị bại liệt trong ngôi nhà đã xuống cấp nặng. Trước hoàn cảnh này, Hội Cựu chiến binh thị xã Điện Bàn vận động công ty lọc hóa dầu Bình Sơn Quảng Ngãi hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng với gia đình hoàn thành xây mới ngôi nhà rộng hơn 70m² với kinh phí xây dựng trên 120 triệu đồng.
Cựu chiến binh Nguyễn Cư ở thôn Thanh An xã Điện Hồng là bộ đội từng chiến đấu ở chiến trường Campuchia, hoàn cảnh khó khăn, có người con trai bị tật bẩm sinh. Trước hoàn cảnh này, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa quân sự và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã Điện Bàn đã hỗ trợ 100 triệu đồng, cùng với gia đình và các đoàn thể tại địa phương, xây mới ngôi nhà diện tích 50m² có gác lửng chống bão lụt với tổng kinh phí xây dựng 164 triệu đồng. Thị xã Điện Bàn đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là thời điểm nông dân thị xã đang bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu và các loại cây trồng khác. Thực hiện mục tiêu kép, thị xã chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch lúa nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận tại phường Điện An. Đang vào thời điểm thu hoạch rộ lúa hè thu, trong khi thị xã đang áp dụng chỉ thị 16, do đó phường Điện An đã bố trí máy móc đều ở các khối phố giúp nhân dân thu hoạch nhanh lúa đang chín. Riêng khối phố Ngọc Liên và Phong Nhất có nhiều hộ dân bị phong tỏa tạm thời do dịch và không thể ra đồng thu hoạch được, nên chính quyền cùng ban nhân dân khối phố vận động bà con hàng xóm, người thân cùng nhau giúp gặt lúa và chở về nhà cho từng hộ. Trong cái thu hoạch đó, thì nếu như khó khăn chúng tôi sẽ huy động lực lượng nông dân, đoàn thể cựu dân binh là hỗ trợ là cùng với lại những cái phương tiện má cát này, ưu tiên cho những hộ đó trước. Tranh thủ thời tiết nắng ráo trong những ngày qua, phường Điện An đã huy động máy móc tập trung ra đồng thu hoạch dứt điểm 534 ha lúa hè thu. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, địa phương tuyên truyền vận động tất cả nông dân ra đồng cũng như các chủ máy gặt thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế và đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Thì địa phương cũng đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cái chủ trương 5K của Bộ Y tế về ra đồng phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và không được tụ tập đông người. Thì bên cạnh đó thì địa phương cũng đã tập trung huy động tất cả các máy móc để thu hoạch theo cái phương châm là xanh nhà hơn già mùa đông. Vụ hè thu này thị xã Điện Bàn gieo sạ gần 5.420 ha. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên việc thu hoạch lúa của người nông dân, nhất là những vùng đang áp dụng lệnh phong tỏa, diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, tất cả để nhân dân an tâm thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo công tác dạy và học trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo thị xã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện dạy học theo hình thức online. Hình thức dạy học trực tuyến hiện nay tại thị xã Điện Bàn được hầu hết các phụ huynh đồng tình ủng hộ. Số lượng học sinh đủ điều kiện học trực tuyến đạt trên 93%, hiệu quả chuyển tải chương trình được đánh giá đảm bảo khoảng 70% so với học trực tiếp. Tuy nhiên vẫn còn gần 6% học sinh không có điều kiện về máy tính, điện thoại, mạng Internet để học và các trường cũng đã chủ động khắc phục vấn đề này. Về phần mềm dạy học và đường truyền thì nhà trường đã làm việc với đơn vị cung cấp để hoạt động ổn định nhất. Chúng tôi cũng đã sắp xếp phân chia tổ chức dạy học 3 buổi trong ngày phù hợp với từng khối lớp. Linh động gộp các em học sinh không có phương tiện học tập thì cùng tham gia học với bạn gần nhà. Một khó khăn nữa trong quá trình dạy học trực tuyến đó chính là dạy học cho học sinh khối lớp 1. Vì học sinh ở bậc học này còn nhỏ nên việc tiếp cận phần mềm học tập cũng như đảm bảo an toàn cho các em khi tương tác trên máy móc cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên và phụ huynh. Đối với học sinh lớp 1 thì việc học online kéo dài như thế này rất là ảnh hưởng đến cái khả năng mà tự học và tự phục vụ của các con. Thì bản thân tôi là giáo viên rất mong sự quan tâm, hỗ trợ từ phía quý phụ huynh để giúp cho các con là hoàn thành nhiệm vụ học tập. Thì việc học sinh lớp 1 học trực tuyến là một việc làm rất là khó khăn cho cả cô và trò. Nên thì phụ huynh chúng tôi cũng rất là sẵn sàng phối hợp cùng với nhà trường, cùng với các cô, cùng ngồi học với các con để có thể hỗ trợ, động viên cho các con có thể tập trung vào việc học và cũng như đồng thời hỗ trợ các con đang việc sử dụng máy tính. Thị xã Điện Bàn đang tiếp tục đầu tư thêm 3 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ việc học online chương trình mới ở khối lớp 2, khối lớp 6 và thiết bị học trực tuyến cho toàn ngành. Đồng thời sẵn sàng các phương án ôn tập, củng cố lại kiến thức cho học sinh khi dịch bệnh được kiểm soát và học sinh quay trở lại học trực tiếp.
Chúng tôi cũng có cái chỉ đạo chung cho tất cả các trường, cả tiểu học và trung học cơ sở là phải lấy học sinh làm trung tâm. Là do đó là không có việc là dồn ép các em vào một khối để một giáo viên giảng dạy, là điều đó là không có. Ông đã chỉ đạo rằng là sau khi chúng ta trở lại trường học trực tiếp thì những cái nội dung mà các cháu, các em đã học thì tất nhiên giáo viên bộ môn hoặc giáo viên chủ nhiệm sẽ có trách nhiệm là ôn tập lại cho các em. Việc học online là phương pháp phù hợp nhất hiện nay tại thị xã Điện Bàn, khi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Tuy vẫn còn một số khó khăn nhất định, nhưng cũng là thời điểm để ngành giáo dục thị xã đánh giá lại đúng năng lực cũng như sự chủ động phương án dạy và học trong mọi điều kiện thực tiễn hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, năm 2016, thị xã Điện Bàn được công nhận hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ kết quả này, thị xã tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Thôn Bến Đền, xã Điện Quang là điểm sáng tiêu biểu trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của thị xã Điện Bàn. Những năm qua, người dân đóng góp công sức khiến đất đai, cây cối, di dời tường rào cổng ngõ để mở rộng lòng lề đường. Những tuyến bê tông luôn sạch đẹp nhờ hoa cây cảnh do nhân dân trồng và chăm sóc. Cảnh quan nông thôn kiểu mẫu ngày càng văn minh nhưng vẫn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống làng. So sánh với thành phố thì không bằng thành phố, nhưng mà tương đương với thành phố thì cảnh quê nhà mình cũng bông hoa, đường xóa sạch sẽ, đẹp. Nhiều người dân sống xa quê trở về luôn ngỡ ngàng với sự đổi thay từng ngày của xã Điện Quang. Kinh tế phát triển, hạ tầng công cộng, công trình dân sinh được đầu tư khang trang, cảnh quan nông thôn sạch đẹp. Sau gần 50 năm làm ăn ổn định ở Sài Gòn, bà Thiều Thị Hoa nay trở về quê cải tạo khu vườn, trồng cây ăn quả và tích cực tham gia các hoạt động của địa phương với mong muốn là góp sức cùng địa phương và nhân dân trong thôn xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu. Tự tôi cải tạo cái này là tôi muốn quê hương, tôi thấy quê hương đổi mới quá đẹp. Chỉ sau 5 năm, bộ mặt nông thôn nhiều địa phương thay đổi rõ nét. Người dân đặt niềm tin vào chủ trương đúng đắn, tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Khoảng cách giữa thành thị và nông thôn dần rút ngắn. Và tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Thì bên cạnh nhiều giải pháp, thì chúng tôi chọn giải pháp là tập trung đẩy mạnh xây dựng cái khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Đến nay thì toàn thị xã có 54 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu. Và chúng tôi tiếp tục phấn đấu từ nay đến 25 là phấn đấu đạt 100% khu số thôn để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Thị xã Điện Bàn xác định xây dựng nông thôn mới không có đích cuối cùng mà chỉ là bước đầu hoàn thiện, mục đích chính là làm sao để thu nhập của người dân ngày càng tăng lên vững, rút ngắn khoảng cách thành thị và nông thôn cả về vật chất và đời sống văn hóa tinh thần của thị xã năng động ở khu vực phía Bắc của Quảng Nam. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình thị xã Điện Bàn phát hình sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.